Ren và Kim Tae Hee. Bi Rain và Kim Tae Hee tổ chức hôn lễ vào tháng 1 năm 2017 trước sự chứng kiến của người thân và một vài người bạn trong làng giải trí tại một nhà thờ nhỏ. Dù là hai nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng và giàu có nhưng hôn lễ của họ diễn ra rất giản dị và đời thường. Suốt hai năm qua, họ duy trì cuộc sống hôn nhân kín đáo nhưng bạn bè trong làng giải trí khẳng định, cặp đôi rất hạnh phúc và bình yên. Tháng 9 vừa rồi, Kim Tae Hee đã sinh con gái thứ hai, gia đình bốn người càng thêm hạnh phúc và viên mãn. Bi và Kim Tae Huy từng hò hẹn vài năm trước khi đi tới hôn nhân. Như vậy, cặp đôi đã ở bên nhau hơn 6 năm nhưng hình ảnh chung của họ vẫn rất hiếm hoi. Sống kín đáo và giản dị là cách cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn duy trì và bảo vệ hôn nhân.